Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong clip này thì tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cái thực nghiệm để mà đun nóng nước sử dụng năng lượng mặt trời. Thì sau khi thực nghiệm, tôi đã rút ra được nhiều kết luận quan trọng về vấn đề này. Thực ra thì thực nghiệm này nó xuất phát từ thực tế. Tôi thấy rằng mùa nắng đã tới rồi và rất là nhiều địa phương ở Việt Nam ven biển nó bị chịu tác động bởi mùa nắng nóng thế này. Cụ thể là chúng ta không có nước ngọt, thiếu nước ngọt. Ví dụ như hàng năm tôi thấy đọc trên báo là đảo Lý Sơn, dân dân đảo Lý Sơn tốn cả 100 triệu đồng để mà đào những cái giếng nước mà nhiều khi không có nước ngọt luôn. Và hay là ngay ở tỉnh Bến Tre quê mình đó, thì hiện bây giờ là ngày 31 tháng 1 năm 2016, là bắt đầu đã có nước mặn rồi, nước đã xâm nhập vào trong cái xâm nhập tới thành phố Bến Tre rồi, nó bắt đầu nó mặn rồi đó, nó hơi mặn rồi. Thì chỉ cần 1-2 tháng nữa thôi là nước sẽ mặn và chúng ta sẽ thiếu nước ngọt. Vì vậy tôi mong muốn trên nền tảng thí nghiệm này để mà tạo ra một cái hệ thống biến nước biển thành nước ngọt sử dụng những tấm pin năng lượng mặt trời. Hiện nay thì trên thế giới có rất là nhiều cái phương án để làm điều đó. Thì hiện nay cái phương án ở đây là mình tự suy nghĩ ra. Thì mình suy nghĩ như thế này các bạn. Chúng ta sẽ dùng một cái dây này gọi là dây mai so, và chúng ta sẽ nấu nước. Thì nước này á nó nóng lên thì nó bốc hơi, và ở đây chúng ta sẽ làm cho nó ngưng tụ lại. Các bạn thấy đây là những cái giọt nước li ti ngưng tụ lại các bạn. Các bạn có biết là người ta nấu rượu không ạ? Nếu mà các bạn ở nhà gần nhà bà con hàng xóm mình có ai mà nấu rượu á, các bạn sẽ biết. Thì lúc mà tôi còn nhỏ, tôi thấy người ta gần nhà tôi có một người người ta nấu rượu. Tôi quan sát tôi thấy là nấu rượu thì người ta lên người ta làm hèm, làm nói chung một cái quy trình nó lên men gì đó cũng khá là phức tạp, tôi không biết. Nhưng mà cuối cùng tôi thấy một cái điều rất là thú vị, đó là người ta nấu nó lên, sau đó cái nước á, cái phần bốc hơi đó, người ta mới cho một cái lu nước, người ta đổ cái nước nước sông á, tức là đổ cái nước mà lạnh vô, thì cái rượu nó ra đó nó sẽ ngưng tụ lại và nó nhiễu thành giọt, ta đưa vào trong những cái bình ta đựng rượu. Thì đó là cái phương pháp là chưng cất rượu, tức là nó là nếu mà chúng ta áp dụng cái phương pháp đó thì ta sẽ tạo ra được cái nguồn nước cất. Nguồn nước này nếu mà ứng dụng ở các cái đảo của chúng ta như là đảo Lý Sơn hoặc là những ở đảo Trường Sa chẳng hạn, và chúng ta có thể là tạo ra được những cái nguồn nước lớn cho quân và dân của chúng ta sử dụng ở trên các đảo, vừa ý nghĩa là cuộc sống mà vừa ý nghĩa là bảo vệ chủ quyền. Thì trong cái clip này tôi muốn nói tới vấn đề là làm thế nào là để từ đó. Ở đây tôi đã dùng rất là nhiều tấm pin năng lượng mặt trời. Tấm này 100W, tấm kia 30, tấm kia 60, tấm kia 30, tấm này 30. Tuy nhiên tôi trong thực nghiệm tôi thấy rằng đối với cái loại dây mai so này, điều quan trọng nhất của nó đó là áp chứ không phải là dòng. Tôi đã cẩn thận tôi đo từng cái rồi, thì bao nhiêu đây là dòng rất là mạnh. Nội chỉ cần hai tấm năng lượng này thôi là dòng nó lên tới 10A rồi. Nhưng thực tế ra cái dòng thằng này sử dụng á không bao nhiêu hết. Hiện nay á là dòng thằng này sử dụng tôi đo được đây á chỉ có 1A mà thôi. Đó. Khi mà cái lý do là gì? Là cái áp nó cần và nó cần khoảng 220V. Thì bởi vậy tôi mới gom hết những tấm năng lượng mặt trời, một số tấm năng lượng mặt trời ở cửa hàng của mình. Tất nhiên tôi hơi bận, tôi không có làm nhiều. Thì ở đây ta có 6 tấm. Tôi bắt đầu nối tiếp với nhau. Thì hiện nay áp đây là 120V. 1 2 3 4 5 6. Thì 6 tôi nhân cho 20 là 120V. Thì khi và dòng tôi đo được hiện nay á đang là dòng 1A. Thì bắt đầu á tôi thấy bắt đầu nó có chuyển biến rồi. Lúc trước tôi làm thì tôi ghép ra, tôi dùng phương pháp ghép song song thôi, là tăng dòng mà áp thì chỉ có 10 phải có khoảng chừng 20V thôi. Bây giờ tôi ghép nối tiếp thì không, tôi thấy cảm thấy là ghép nối tiếp nó tốt hơn khi mà đưa cái áp lên như vậy. Có lẽ là một hôm nào đó tôi sẽ thực nghiệm đưa lên
220V. Thì thật ra đây rất là nóng các bạn. Ở đây rất là nóng, nóng mà muốn phỏng tay luôn. Tôi đã làm rồi, tôi đã thử rồi. Nên tôi không dám ấy nữa. Thì tôi nghĩ rằng á, nếu như chúng ta thực hiện cái điều này, chúng ta sử dụng điện thoại thì cái này á là tấm này là 800W chẳng hạn, thì đó là 20V 5A đó, thì ta chỉ cần ghép 10 tấm lại với nhau như vậy, 10 tấm lại với nhau như vậy thì ta sẽ được là 220V 5A. Thì cái thằng này tức là 1000W, cái thằng này á là nó chỉ tiêu thụ là chỉ có 800W thôi, và nếu mà để vô nước là sôi bột thôi đó. Thì tôi nghĩ rằng á, cái phương pháp đó nó cũng rất là tiết kiệm và nó có thể ứng dụng ngay ở trong các cái quần đảo của chúng ta, hoặc là ngay những cái địa phương mà chúng ta thiếu nước sạch. Tất nhiên là chúng ta có nhiều cái phương pháp, nhiều cách thức để mà giải quyết vấn đề. Thì đây là một trong những cách thức mà mình đưa ra để mà tạo cái nền tảng. Thì có lẽ là sẽ có những clip kế tiếp, khi tôi chuẩn bị đầy đủ điều kiện rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này nữa. Có lẽ là thời gian không lâu ở đâu. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip kế tiếp.